Cường xin chào đón quý vị các bạn đang đến với chương trình Ca sĩ bí ẩn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai gương mặt rất quen thuộc của đội chủ nhà, đó là Khải Như và Chí Thiện. Chí Thiện, Khải Như, xin chào quý vị khán giả ạ. Dạ, em chào anh Cường. Chào mọi người, xin chào hai Cường. Nhân viên văn phòng. Chào hai nhân viên văn phòng. Chắc anh không văn phòng. Cái này anh này là anh đi dự đám cưới. Anh hơi điệu hơn tụi tôi một chút xíu thôi, nhưng mà bữa nay tôi cảm thấy hơi văn phòng thiệt. Hơi văn phòng thiệt. Tại vì mình sẽ cùng chào đón hai vị khách mời ở bên văn phòng qua. Không phải, người ta đẹp lắm. À, người ta đẹp hả? Người ta đẹp nên mình phải mặc đồ lịch sự xíu. Dạ đúng. Một người là bạn của em á, đóng em phim điện ảnh chung với em luôn. Thôi nói nữa, em biết ai rồi. Ám ảnh cuộc đời em. Đó là diễn viên Xuân Nghị. Và người tiếp theo là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đó là Á hậu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Thủy Tiên. Wow. Chào Nghị. Chào Nghị. Chào Tiên. Chào chị, chào anh Mạnh. Em chào anh Cường. Chào anh Điền. Dạ. Ủa? Chào anh Mạnh Cường. Chào anh Mạnh Cường. Chào đón Xuân Nghị và Thủy Tiên đến với chương trình ngày hôm nay. Đâu phải mặc vest cái mình đứng nói chuyện. Trịnh trọng quá. Giống như làm xui. Giống như nè. cái dạng ở bên kia như mới đi đám cưới về gì á. Thiệt sự luôn, nhìn rất là đẹp luôn. Ngày hôm nay chơi nghiêm túc giùm em. Đừng có đùa giỡn nữa. Chơi là căng thẳng lên, căng thẳng lên. Nghị ơi, em đừng có cười nữa, mặt nghiêm đúng lên. Đúng rồi, nghiêm túc lên. Mình chơi sao nghiêm vậy? Túc sao nha. Tự nhiên chơi game show mà bắt phải nghiêm túc vậy? Đi chơi khó chịu vô. Sân si đồ vô. Sân si đồ vô. Trời ơi. Nãy em được thuyết là phải vui vẻ, hòa đồng mà chị Như kêu cọc cằn, cái em hoang mang. Rồi, à. Ê, em thấy bé cọc liền luôn anh. Dạ. Bé cọc liền. Ánh không mắt. Bị ngứa đầu nha. Nó có nghĩa là đang sợ. Có cái ngứa gãi gãi thôi chứ không phải cọc đâu. Thấy cọc kìa ánh mắt. Ủa vậy là nghiêm túc chưa? Là nghiêm túc chưa? Là cọc chưa? Thì đó, cọc không lợi. Thôi bây giờ mình về với vị trí của mình luôn đi ha. Mời. Đầu tiên là hai đội của chúng ta là sẽ có 10.000 điểm. Cứ mỗi lần mà chúng ta loại sai người, nghĩa là loại nhầm ca sĩ thật đó, thì chúng ta bị trừ đi 2.000 điểm. Cuối cùng lại đó là đội nào mà còn được cao điểm hơn á, đội đó là đội chiến thắng. Đó, cái luật chơi nó đơn giản nhẹ nhàng vậy đó. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Em muốn anh đưa em về với phần thể hiện của 6 ca sĩ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Trong em từng khao khát như muốn có ôm
cảm ơn vũ đoàn Deep Blue. Nhìn 6 người đã mệt rồi, chia thêm 6 bà đó nữa thiệt chứ. Rồi giờ xin mời hai đội, chúng ta sẽ cùng đưa ra những phán đoán đầu tiên của mình về từng ca sĩ. Xin mời đội chủ nhà. Đầu tiên thì Thiện thấy cái bạn số 6 giống như là bạn ấy không có muốn diễn lắm. Tại vì khi mà bạn đó ra đi ra đứng ở giữa tới lúc mà bạn hát một mình á, thì bạn ấy cứ tập trung mà nhìn về phía trước và cứ nhép miệng theo thôi. Và có thể bài này bạn ấy ít tập. Bạn số 5 thì Thiện thấy có đeo bông tai, có một cái cảm giác rất khá là quen, nhìn cái nửa mặt khá là quen. Có thể bạn ấy là diễn viên. Còn bạn số 4 có khả năng cao là ca sĩ á. Tại vì cái cách nhịp hay là cách bạn đi hay là cách bạn đưa tay lên mặt của các bạn nữ á, có vẻ rất là khớp với bài hát. Còn em thì em quan sát ba cô gái này có ba cái cách đứng rất là khác nhau luôn. Cô đứng giữa có vẻ cao nhất trong ba cô. Cái cách đứng thường cái để tay vậy nè, là thường là sẽ một là kiểu người đẹp, hai MC, MC, ba là diễn viên. Còn cái cô khoanh cái bụng lại á thì thấy cổ né né rồi. Thường á, người ta khi mà người ta đứng trên sân khấu, người ta rất là sẽ tự tin bằng rất là nhiều cách, thì có cái gì đó nó hơi e dè chút xíu. Không biết phòng này là có che giấu thân phận hay không. Còn cô số 1 có đôi giày khá là ấn tượng. Là thường những người mà chịu mà gan mà mang đôi giày này trên sân khấu là thường là những người sẽ lên sân khấu thường. Và bạn nhảy được luôn. Quen với lại cái đôi giày đó rồi. Đi, à, đúng rồi. Là đi rất là nhiều rồi. Dạ, em nghĩ như vậy. Đó là những phán đoán của đội chủ nhà. Còn đội khách mời thì sao ạ? Dạ vâng, em cũng đồng quan điểm với anh Thiện là anh số 6 khi mà nhép lời ấy, thì có vẻ như là không có vui cho lắm. Anh giận ai á? Anh giận ai á, mặt anh đúng một biểu cảm luôn. Đến bây giờ vẫn vậy nha. Đúng rồi, thì em nghĩ là có thể là anh không phải ca sĩ. Nhưng mà lỡ ngược lại thì sao? Cái chỗ mà nguy hiểm nhất là chỗ an toàn. Có thể anh ấy diễn với mình luôn. Có thể anh ấy là ca sĩ nhưng mà anh ấy diễn ở vòng này. Một người mà em để ý từ đầu đến giờ là chị số 1. Đúng như chị Như nói là để đi trên cái đôi giày cao như vậy là phải quen. Mà em để ý thấy nha, chị catwalk rất là thẳng gối, đi chắc chân và rõ ràng là đi trên đôi giày này rất nhiều lần, có thể là đi diễn, đi hát. Và thêm một cái nữa là cái động tác tay của chị, thường là ca sĩ người ta có nhịp trong người, động tác tay bạc hỏi như cái chuyện nào làm rất là dẻo, thì em nghĩ là chị có thể là ca sĩ. Không, bàn tay dẻo đôi khi cũng là do người ta làm việc nhà, người ta giặt đồ khéo. À, giặt đồ nên là cái tay nó dẻo. Đúng rồi. Dò chứ. Đúng rồi, tại vì em là một người hay làm việc nhà, vò Như thấy không? Nữa đồ. Người đàn ông ở gia đình đó Như. Với em thì em quan sát bạn số 1 và bạn số 4. Hai người này là hai người rất có thể là ca sĩ. Dạ. Vì bạn số 4 em có thấy cái trái cổ á, nó có cái sự linh động. Và cái tướng đứng của bạn cũng rất giống như là những người mà thường luyện thanh á, thì lúc nào cái cột sống cũng phải thẳng. Dạ. Đó là những nhận xét ban đầu của cả hai đội chơi. Chúng ta sẽ cùng đến với phần cược khởi điểm. Ở phần này thì chúng ta sẽ chọn ra ai là ca sĩ chúng ta nghĩ là ca sĩ thật nha. Và chúng ta chọn ca sĩ đó và đặt cược. Xin mời. Cho em hỏi một cái, giờ em có 10.000. Yeah. Em cược hết một người 10.000 luôn được không? Được. Được. Khi mà em hết tiền rồi em còn được ngồi đây không? Còn, không. Còn ngồi. Còn được ngồi để mà xem cái hạnh phúc của một người chiến thắng như thế nào. Và cái bên hả? Mình không có mất gì hết, là mình mất mặt. Mất mặt. Và đây là cược khởi điểm của đội chủ nhà. Còn đây là cược khởi điểm của đội khách mời. Như vậy là cả hai đội đã chọn cược cho trùng một ca sĩ. Trời ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là ca sĩ đó sẽ chọn đội nào. Sau khi Cường đã hỏi 6 ca sĩ thì chỉ có 2 ca sĩ bí ẩn chọn đội nhà mà thôi. Trời ơi, ngại ghê. 4 ca sĩ còn lại là chọn đội khách mời hết. Cái người mà trùng đó, liệu là chọn đội nhà hay là chọn đội khách mời, điều đó mới quan trọng. Và xin được công bố
ca sĩ bí ẩn. Cả hai đội cùng chọn đã chọn về với đội chủ nhà. Giờ ta chẳng quan chi. Như vậy là đội khách mời chúng ta phải chọn lại ca sĩ ạ. Giờ khúc này nè, đội khách mời mới hoang mang nè, không biết chọn ai nè. Và cuộc khởi điểm lại của đội khách mời dành cho ca sĩ bí ẩn số và số điểm là: chúng tôi sẽ giữ cuộc khởi điểm đến cuối chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhiệm vụ khó khăn hơn. Đó là loại một ca sĩ bí ẩn mà chúng ta nghĩ không phải là ca sĩ thật. Xin mời đội chủ nhà. Đội chủ nhà sẽ quyết định loại bạn ca sĩ bí ẩn số 6. Còn đội khách mời ạ. Em xin chọn bạn số 3. Chúc mừng ca sĩ bí ẩn số 1, số 2, số 4 và số 5 bước tiếp vào vòng trong. Chúng ta sẽ cùng đến với phần lộ diện của ca sĩ bí ẩn số 6. Chẳng biết em ở bên đi nơi đâu, đôi chân thở than đan cay chẳng chê. Trong miên man anh đang ngủ quên mỗi sớm mai lại đến. Khi cô đơn em luôn gần bên, đôi tay em như máy biết trái tim em mộng mơ ngày thơ là thế. Nên giữ ngát hương cho ngày sau em luôn rạng rỡ. Đến với anh sẽ chẳng mang cho em nhiều hơn. Anh biết chính mình là người sẽ rất buồn. Là thế thôi, em sẽ là giấc mơ. Để anh ngủ quên nơi sâu, tìm em trốn xa vẫn đó. Đừng có anh sẽ yên bình với em. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh ngủ than đan cay chặt chẽ. Trong miên man anh đang ngủ quên mỗi sớm mai lại đến. Khi cô đơn em luôn gần bên, đôi tay em như mây biết trái tim em mộng mơ ngày thơ là thế. Nên giữ ngát hương cho ngày sau em luôn rạng rỡ. Đến với anh sẽ chẳng màn cho em nhiều hơn. Anh biết chính mình là người sẽ rất buồn. Là thế thôi, em sẽ là giấc mơ. Để anh ngủ quên nơi sâu, tìm em trốn xa vẫn đó. Đừng có anh sẽ yên bình với em. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh ngủ quên. Em muốn sống bên trời ngát xanh, khuôn mặt xa người đón anh chiều. Xin đừng có anh hay là thoáng qua, chỉ là giấc mơ sớm mai sẽ bay. Hãy giữ mãi trong lòng thế thôi, chút ăn nắng xưa ngày qua rồi. Sẽ mãi mãi đi tìm trong mơ, em giờ đây rất xa vời quá. Trời, giỡn hoài. Mình giới thiệu luôn đi, tại vì đây là người quen của ca sĩ bí ẩn luôn nè. Đúng rồi, anh Thắng. Cảm ơn Vũ đoàn Diplo. Nàng chị nói hồi nãy nhìn cái
quen mà cái thái độ nữa mà cái thái độ đó bực, có hiểu không? Đó kiểu như là đó, sao tự nhiên chọn tôi kiểu vậy, loại tôi. Lần đầu tiên mà Cường tham gia chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn là lúc đó là anh Thắng là biên kịch nè. Anh Thắng còn làm biên kịch những cái chương trình như là Tình Khúc Giao Mùa nè, rồi Hát Câu Chuyện Tình, Hát Câu Chuyện Tình nè, rồi Giọng Ca Bí Ẩn, quá trời luôn. Dạ, một biên kịch rất là tài năng ạ. Xin chào hai đội chơi. Chào em. Em tên là Ngô Anh Thắng. Thật sự thì hiện tại bây giờ là Thắng đang làm bếp. Wow. Làm đầu bếp. Làm đầu bếp cho nhà hàng. Thiệt hả? Dạ, Thắng làm được món Nhật, món Âu, món Việt. Nhưng mà tại sao Thắng lại không làm cái công việc viết của mình nữa? Sau khi dịch xong hả? Cái cảm giác mình làm cái nghề này thấy không có đủ thu nhập á. Mình chuyển qua mình đi làm bếp. Thì lúc đầu bếp thì cũng hơi vất vả, là tại vì mình mới đi làm cũng không biết gì, thì lương cũng đủ xài. Thì sau khi 3 năm thì cái tay nghề mình lên, thì hiện tại bây giờ thì mình cũng có vị trí, đúng không? Có vị trí. Ủa nhưng mà có thích công việc đầu bếp không, mà sao nghe ngậm ngùi vậy? Thì nói chung là công việc nào mình cũng thích, nhưng mà tại giờ con đường nghệ thuật của mình nó không có được Nhưng mà hỏi thiệt ha, ví dụ như bây giờ á, mà mình có cơ hội mình quay trở lại với vai trò là biên kịch, thì Thắng có đồng ý không? Nếu mà có ai mời thì chắc mình cũng sẽ quay lại. Giống như đây là một cái khoảng lặng, một cái khoảng chờ thôi. Chị với Thắng làm từ cái thời mà Già Néo Đứt Dây hả? Đúng rồi. Rất là lâu, những cái ngày đầu rất là non tơ. Anh và tụi mình cùng làm cùng nhau. Thì khi mà Thắng đứng trên sân khấu với chị mới nói: bao lâu mình không có gặp bạn này rồi. Cái cảm giác mà lâu lắm rồi mình không gặp một người mà mình cũng không nhớ là lâu lắm luôn. Khi mà bạn chia sẻ là bạn làm bếp, Như thật sự Như không tin đó. Tại vì Như cứ tưởng là những chương trình Như đang làm vẫn là Thắng làm á. Chưa bao giờ Như nghĩ là, có nghĩa là mình đã cách xa nhau khoảng 3 năm như vậy rồi. Nhưng mà Thắng ơi, em đi làm bếp mà bây giờ em trở lại với vai trò ca sĩ như vậy thì ai làm lợi em, đúng không nè? Đúng không? Đúng không? Thắng ơi, bây giờ em hãy nói em đến với Ca Sĩ Bí Ẩn với vai trò là gì đi. Mình tên là Ngô Anh Thắng và mình đến với chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn với vai trò là một đầu bếp. Như vậy là Như và Thiện vẫn giữ được số điểm của mình. Dạ. Rõ ràng là Thắng không phải là ca sĩ. Cái tông mình vui lên được không MC ơi? Không phải đâu, tự nhiên cái bây giờ là hồi hồi quá hả? Muốn nói với Thắng này nè, là bây giờ cơ hội để cho Thắng có thể trở lại nghề á, tôi nghĩ là còn nhiều lắm. Quan trọng là Thắng có cảm thấy là ổn chưa về mặt tinh thần của Thắng ha. Rồi nếu như mà được quay trở lại nghề thì Cường tin rằng là cái bước này của Thắng nó sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Chúc Thắng sẽ nhiều thành công hơn. Muốn gặp lại Thắng ở những chương trình tiếp theo ha. Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh Thắng. Cường. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn. Tạm biệt em. Tạm biệt. Tiếp theo là phần lộ diện của Ca Sĩ Bí Ẩn số 3. Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người, bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa anh ơi, xin đừng nói nữa, làm gì em nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đáng được yêu. Tình yêu tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ, ta lìa ánh đèn có anh đưa em về
trót mang duyên kiếp cầm cá. Em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin anh nữa thôi. Đời vẫn thế anh ơi, xin đừng nói đến tình đời. Anh nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Rồi, hát bài đời người ca sĩ rồi đó. Xong rồi, xong. Trời ơi, đứng lên đó mà hát nhìn đẹp, dễ sợ đẹp luôn á. Đây cũng là một người quen của tôi. Nữa hả? Người quen nữa hả? Em xin chào bốn anh chị của hai đội chơi. Xin chào quý khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Hoàng Phương Linh và quê quán của em là ở Nha Mân, Đồng Tháp. Đồng Tháp. Yeah. Con gái Nha Mân là nổi tiếng đẹp của Việt Nam mình luôn. Còn bây giờ thì em đến đây với vai trò là gì? Dạ, hôm nay em đến đây với vai trò là một ca sĩ. Suy nghĩ rất trầm ngâm. Vậy cho hỏi đi, sao nãy đứng vậy vậy? Sao nãy lúc mà được đứng 6 người là đứng như vậy? Cái kiểu mà giống như là bị rụt rè. Cho Như hỏi đi. Dạ, đó là một cú lừa. Trời ơi, lừa làm gì sớm mà trời. Đội khách đã mắc lừa. Mắc lừa, nhưng mà đáng. Nghe bài hát hay quá. Cường thì Cường có biết là câu chuyện của Hoàng Phương Linh đến với nghề thì cũng không có phải là đơn giản, cũng phải vượt qua rất là nhiều khó khăn để phát triển trong nghề. Và Hoàng Phương Linh cũng tham gia rất là nhiều những cuộc thi. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Cường rất là vui khi mà thấy Hoàng Phương Linh đã tỏa sáng ở trong chương trình Ca sĩ bí ẩn của chúng ta ngày hôm nay. Chúc mừng Hoàng Phương Linh nha. Em xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Linh, cảm ơn Linh. Cảm ơn Linh. Dạ, cảm ơn Linh đã đến với chương trình. Như vậy là qua vòng đầu tiên, đội chủ nhà với tầm nhìn chiến lược và những phân tích vô cùng sâu sắc, tinh tế, chúng ta đã giữ được 10.000 điểm. Và đội khách mời, chúng ta mất 2.000 điểm nha. Bây giờ chúng ta còn 8.000 điểm. Nhưng không sao hết, tại vì ca sĩ thật còn nhiều lắm. Chúng ta cần phải tinh tế hơn trong những lần lựa chọn tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của 4 ca sĩ bí ẩn còn lại với ca khúc Chưa Từng Vì Nhau. Xa rời nửa đời mình là đây, hạnh phúc chẳng còn xa vời, nhưng tiếc thay là không, chỉ là cảm giác tạm thời. Với tình yêu thật sự mình còn quá non nớt để chạm tới. Vì thứ anh cho em không cần, thứ em cần anh không có. Khuyết điểm bản thân mình không rõ, vì em muốn lo anh không cho. Cái tôi mọi người mình không bỏ thì làm gì còn có sau đó. Mình làm gì còn có sau đó. Tình yêu ấy vốn không nên tồn tại, thương nhớ ấy ta nên dừng lại. Càng bước tiếp bên nhau chỉ càng xa. Giữa nhau đến giờ này ngoài tình yêu còn gì nữa. Nó cần nhau hơn mạng sống, nhưng sao nỗi đau lại dư thừa. Nụ cười trốn tránh niềm tin, mất cả điểm tựa.
cứ xa rồi tìm về, chưa bao lâu rồi lại xa, cứ khóc rồi lại cười, hứa sẽ vượt qua tất cả nhưng thực tế chuyện vẫn vậy. Đã bao giờ mình vượt qua, bình yên vẫn bên lề, còn duyên phận thì gục ngã. Đã vậy thì mình cứ yêu trong tuyệt vọng, tới đâu hay tới đó, cho tròn hai chữ thật lòng. Không trách, không mong bất cứ điều gì như ngày đầu, chờ đợi đến một ngày ông trời mang ta rời nhau. Vậy em nhé, cứ yêu trong tuyệt vọng, tới đâu hay tới đó, cho tròn hai chữ thật lòng. Không trách, không mong bất cứ điều gì như ngày đầu, bình thản đến bật khóc xóa tên khỏi cuộc đời nhau. Tình yêu ấy vốn không nên tồn tại, thương nhớ ấy ta nên dừng lại, căng bước tiếp bên nhau chỉ cần sai. Vì ta vốn dĩ mong lung từ đầu, nếu theo chỉ thêm thương đau, mình chưa từng vì nhau. Hà rằng đừng ngóng xem nhau là mai sau, đừng lặng lẽ bên nhau nhiều đêm thâu, từng vết thương sẽ chẳng sâu thế này. Để này nỗi nhớ không thể nào phôi phai, ngồi lặng lẽ mong cho thời gian qua chợt bật khóc khi thâm tâm nhận ra. Tình yêu ấy vốn không nên tồn tại, thương nhớ ấy ta nên dừng lại, càng bước tiếp bên nhau chỉ càng xa. Vì ta vốn dĩ mong lung từ đầu, chỉ thêm thương nhau, mình chưa từng vì nhau. Chưa một lần cùng cố gắng, làm sao đi hết đường dài. Chưa một lần thấu hiểu, làm sao yêu thương ở lại. Chưa một lần biết hy sinh, đừng trách tình yêu này sai. Vì ta chưa từng, thật sự chưa từng. Vì ta vốn dĩ đã sai ngay từ khi ta bắt đầu. Vì ta không còn tận tâm với chuyện tình này từ lâu. Nước mắt rơi là vì mất nhau mãi là vì. Vừa rồi là phần thể hiện của 4 ca sĩ bí ẩn. Em Vinh Thiện chọn số 2. Đội khách mời thì như thế nào? Sau cái màn trình diễn vừa rồi thì đội chúng em có hội ý với nhau. Và em nghĩ là bạn ca sĩ sẽ là bạn rap hồi nãy á. Dạ. Dạ. Cái là nhịp beat có sẵn trong biết, người bạn rap rồi. Rất là tâm huyết, còn tay chân đều nhịp nhàng với nhau. Cái phần trình diễn ban đầu thì bạn ấy luôn tỏ ra là mình sai nhịp, hay là luôn diễn là mình không phải là ca sĩ. Nhưng mà trong cái phần trình diễn vừa rồi thì bạn vào nhịp trong lúc rap rất là chắc. Khi mà bạn Áo Hồng đi ra, bạn ấy hát thì em nghĩ là cái đoạn mà bạn Áo Hồng hát sẽ là của bạn Áo Vàng hát. Hả? Cái gì vậy trời? Là em đã phân tích chưa? Dạ đang phân tích đó anh. Là tóm lại là mình loại ai nè? Dạ em loại bạn số 4 á. Dạ. Loại ca sĩ bí ẩn số 4. Em chắc chưa? Lại một cú chấn động. Biết đâu bất ngờ anh. Ban đầu em cũng nghĩ là bạn số 4 này là ca sĩ. Dạ, nhưng mà bây giờ thì em đã nghĩ thông suốt hơn là đây không phải là ca sĩ đúng không? Dạ. Và em quyết định là loại ca sĩ bí ẩn số 4. Dạ, chúng em cùng hội ý và quyết định loại số 4 ạ. Như vậy là đội khách mời đã quyết định chọn loại ca sĩ bí ẩn số 4. Và đây là cực khởi điểm của đội chủ nhà. Còn đây là cực khởi điểm của đội khách mời. Như vậy là cả hai đội đã chọn cược cho trùng một ca sĩ. Trời ơi! Đội khách mời chúng ta phải chọn lại ca sĩ ạ. Sao anh nhấn à? Có vẻ hầm hực quá vậy. Chúc mừng hai ca sĩ bí ẩn số 1 và số 5 bước tiếp vào vòng trong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lộ diện của ca sĩ bí ẩn số 4.
Mặc đồ này là biết rồi. Mặc đồ này là biết rồi. Sương đã ngủ. Sương đã ngủ. Đợt lại trên phiên lá rất xanh. Mà còn tìm anh chưa thôi nhắc em giữa mùa lặng lẽ trôi qua. Anh nghĩ về từng đêm bình yên đôi ta có nhau. Bàn tay em khẽ đang lên mái tóc anh, mắt ngày chợt chưa bao yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say. Khoảng cách giữa đôi ta trong phút giây. Quặn thắt tim anh từ lúc ta phải nói chia xa từ đây. Còn trong ta bao nhiêu cho mai sau ta có nhau. Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang, để ngày nào đó ta lại bắt đầu. Thời gian trôi qua nhanh như trong phút giây. Quặn thắt tim anh từ lúc ta phải nói chia xa từ đây. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện, mình đừng viết cho mai sau ta có. Ta lại bắt đầu. Wow, hai bạn múa xuất sắc quá. Cảm ơn hai bạn. Đây là ca sĩ bí ẩn số 4. Sáng đẹp ha, ca hay quá trời. Dạ. Ai loại với anh? Mà người ta đồng tâm hiệp lực lắm. Dạ, em hỏi thôi. Anh cũng đã hỏi lại rồi, anh nói là đã quyết định chưa? Thì người ta nói là đã quyết định rồi. Anh hỏi là có đồng tâm hiệp lực không? Thì người ta nói đồng tâm hiệp lực dữ lắm để mà quyết định loại ca sĩ bí ẩn số 4. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới lời chào tới bốn anh chị, anh MC cũng như là tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình ca sĩ bí ẩn. Em là Đăng Quân, với em nghệ danh là Đăng Quân Pino. Mọi người nghe giọng thì cũng có thể biết là em đến từ Hà Nội ạ. Dạ. Nghệ danh của em là Đăng Quân Pino. Pino có nghĩa là như thế nào? Pino thì được lấy từ cây đàn piano. Tại vì từ nhỏ đến giờ là em cũng gắn bó với cây đàn piano. Và về sau này thì nói ông từ nhỏ người ta gắn liền với cây đàn piano mà người ta hát như vậy. Nhưng mà cũng có thể là nhạc sĩ. Anh ơi, bây giờ em nói anh nhìn bộ đồ của người ta đi. Nó vừa vặn lắm. Đúng rồi. Và nó được may và thiết kế riêng nữa. Dạ. Cái bộ đồ này thì Cường cũng đã từng mặc rồi. Ủa vậy ha? Y chang luôn. Tại vì do dáng của bạn này đẹp, bạn mặc đồ gì cũng đẹp hết. Từ đầu khi mà bạn xuất hiện là bạn đã mặc đồ đẹp rồi mà. Nhưng mà bạn bới cái đầu đó thì em nghĩ bạn phải là ca sĩ thôi. Bới cái đầu này là do là ban tổ chức bới cho bạn. Do make up. Ủa nhưng mà anh bên nào anh dập em hoài vậy? Ủa nhưng mà anh bên nào anh dập em hoài vậy? Vũ Mạnh Cường. Vũ Mạnh Cường. Em ơi, em hãy chia sẻ rằng là em đến với ca sĩ bí ẩn ngày hôm nay trò là gì? Em nhớ nhấn chậm chậm thôi nha. Em là Đăng Quân Pino và em đến với ca sĩ bí ẩn với tư cách là
là ca sĩ ạ. Ban đầu là đã nghĩ là ca sĩ rồi đó. Không, em nghĩ nha, ngược lại thì em với anh Nghị có mắt nhìn rất đúng. Nghĩa là loại ai là đúng ca sĩ. Nhưng mà mình là tiếc là mình loại sớm hơn thôi. Nhưng mà nãy giờ nhìn hai người là hai người đúng là ca sĩ. Đúng là ca sĩ. Ủa luôn. Em vậy là đúng dữ chưa? Là đúng dữ rồi ạ. Đề bài kêu là loại người không phải là ca sĩ. Em thân bài, em làm bài là em chọn loại những bạn là ca sĩ ra. Không, chứng tỏ là các bạn có sức hút á. Dạ. Nên là nghệ sĩ mà có sức hút. Hút ta về luôn đó, hút ta về nhà luôn. Hút mình cậu trai. Cảm ơn Đăng Quân Pino đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và chúc cho con đường sắp tới của bạn sẽ thành công hơn nữa ha. Em cảm ơn anh. Chào tạm biệt em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lộ diện của ca sĩ bí ẩn số 2. Ca sĩ bí ẩn số 2, người mà Chí Thiện và Khả Như nghĩ rằng không phải là ca sĩ thật. Loại người ta. Bây giờ thì loại người ta. Qua cái miệng anh, cái tự nhiên tôi thấy bé này chắc về bé giận tôi dữ lắm luôn. Giận á hả? Giận luôn em. Đó là tôi giận chị. Dạ giận, giận luôn. Ôi mà đi tới đây là xịn lắm rồi. Tới đây rồi, em còn muốn đi tới đâu nữa? Muốn về nhà tôi luôn, chở em về luôn.
Chị chở em về luôn đi chị. Ngon lành luôn, nói gì nữa. Dạ, lần đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến anh chị đội khách mời và anh chị đội chủ nhà. Em tên là Khánh Linh, em đến từ Hóc Môn mà. Dạ, hôm nay em đến với chương trình Ca sĩ bí ẩn với vai trò là kinh doanh nè. Kinh doanh? Về lĩnh vực gì em? Dạ, thời trang ạ. Dạ, em bán online ạ. Chị thích sắm đồ online lắm nha bé nha. Không, nhưng mà thật ra thì bạn hát rất có hồn. Dạ, em đam mê âm nhạc và em cũng có đi hát một số nơi ạ. Trời ơi, em không tin thiệt á. Tại vì khi mà chị có tiếng hát lên, chị hát quá hay, đẹp nữa, thì làm kinh doanh tức ghê chứ. Sao ta kiểu như mà đội người ta bảo toàn số điểm, không ai hài lòng hết trơn. Cảm ơn Khánh Linh. Em cảm ơn anh ạ. Dạ, em chào anh chị ạ. Cảm ơn em. Mua may bán đắt nha. Dạ, em cảm ơn anh. Càng ngày càng hay, càng đẹp nha. Cảm ơn em. Coi như là đội em trắng tay rồi đó anh. Không còn gì nữa rồi. Không, đội em đâu có trắng tay. Em đến thì trắng tay. Nhưng giờ nó tạo nợ rồi em. Ủa vậy hả? Ý, có nợ vậy là à? Hồi nãy lúc đầu em hỏi là có âm điểm không, là giờ đội em âm điểm đó. Không, đội em không có âm điểm. Chương trình đâu có cơ hội đâu cho mà em âm. Có. Mọi người thì cũng biết rồi đó, ca sĩ bí ẩn là ca sĩ rất là ít. Loại hết rồi đó anh. Cũng có thể chứ đúng không? Dạ, nhiều khi là hết rồi đó, giờ cứ thông thả chơi thôi. Như vậy là đội khách mời chúng ta đã bị trừ tới 4.000 điểm. Chúng ta chỉ còn có 6.000 điểm thôi. Còn đội chủ nhà vẫn được bảo toàn số điểm của mình, đó là 10.000 điểm. Chúc mừng. Dạ, kết quả có thể thay đổi. Yeah. Khi mà ca sĩ bí ẩn số 7 xuất hiện, cũng như là khi mà chúng tôi công bố cực khởi điểm. Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút dành cho quảng cáo. Và bây giờ Vũ Anh Cường sẽ công bố cực khởi điểm của đội chủ nhà. 3.000 điểm cho ca sĩ bí ẩn số 4. Và đó rõ ràng là ca sĩ thật. Dạ. Chính vì vậy mà chúng ta được cộng thêm 3.000 điểm. Chúng ta được 13.000 điểm. Đội khách mời, chúng ta cũng được 3.000 điểm. Quan trọng là cho ca sĩ nào. Dạ, và chúng ta được cho ca sĩ bí ẩn số 2. Như vậy là chúng ta đang có 6.000 điểm. Chúng ta bị trừ đi 3.000 điểm nữa. Chúng ta chỉ còn có 3.000 điểm thôi. Điều đó chứng tỏ một điều là đội chủ nhà quá ghê gớm. Trời đất ơi. Mình mới tới nên là mình quá non nớt. Không, em ơi, em phải lý trí lại. Em bình tĩnh lại nè, em xem xét lại. Đội chủ nhà không gì ghê gớm cả, chỉ có em chọn từ đầu đến cuối. Anh không hề tác động. Hai lần em chọn, em đều chọn ca sĩ. Không thiệt, hồi nãy em vô em hỏi là anh có kinh nghiệm nhìn ca sĩ không? Cái anh Nghị quay qua em, anh nói là anh vừa chơi xong phần trước. Anh vừa chơi xong phần trước. Loại. Xong mà em tin ảnh quá trời luôn. Thì đó. Không, tại vì anh kể em không hết câu chuyện á. Ở tập trước là anh ấy là ca sĩ bí ẩn thứ 7. Và bị phát hiện ngay lập tức. Và hy vọng là Thủy Tiên sẽ nắm quyền chủ đạo hơn ha, trong đội của mình, để cho mình ít ra thì mình cũng còn điểm mà về mà. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần mini game. Mini game của chúng ta có tên là Ai Nhanh Hơn Ai. Thường sẽ đứng ở vị trí đó. À, hai đội chơi chúng ta sẽ cùng đứng ở vạch xuất phát, cùng hướng về phía của Cường. Các bạn sẽ tìm cách là tiếp cận Cường, là đụng vào Cường đầu tiên. Dạ rồi. Bạn nào mà đụng vào Cường đầu tiên của thuộc đội nào thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Trời. Tuy nhiên Cường sẽ đếm 1, 2, 3, Cường quay lại thì các bạn phải đứng ở tư thế bất động. Trò chơi Ai Nhanh Hơn Ai bắt đầu. 1, 2, 3. Bắt đầu. 1, 2, 3. Rồi hiểu rồi. Này. Rồi hiểu rồi. Này. Chạy gì dữ vậy chị Trinh? Rồi.
Thủy Tiên bị loại đầu tiên nha. Mình sẽ nháp được không ạ? Cho bạn thôi nháp đi, nháp một lần đi. Tại vì em với Nghị cũng có ăn gian rồi. Chỉ hôm nay mà ông nhà chỉ mình ngược lại thì hai mình ăn gian rồi. Rồi, trò chơi ai nhanh hơn ai bắt đầu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Rồi, không kéo theo nữa. Rồi, hiểu rồi. Thắng luôn rồi. Dạ, thắng luôn rồi. Động tác nhẹ của mình đi. Thắng rồi đó. Trời ơi, không vui hả? Nhưng mà nó bị dễ dàng quá. Về đi rồi chọn sai, nó hụt hẫng liền à. Đội khách mời có quyền chọn hay không chọn ca sĩ bí ẩn số 7. Đây là cơ hội cuối cùng đó nha. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu ca sĩ bí ẩn số 7. Các bạn có phán đoán gì đầu tiên không? Đây có phải là người quen của Khả Như không? Quen. Quen hả? Dạ. Yeah. Thiệt luôn á hả? Thiệt. Trời đất ơi. Nhiều khi chị Như lừa mình thì sao? Dạ. Bây giờ mới tung chiêu đó anh. Đó bây giờ nè, cái cảm giác mình ngồi dưới mình đoán người ta đi. Người quen của Khải Như toàn diễn viên không à? Đâu, Như cũng quen ca sĩ quen mà. Ca sĩ nhiều mà. Quen ca sĩ nhiều hả? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng thật của ca sĩ bí ẩn số 7 nha. Nghe ngào lệ rơi anh ơi. Nghe ngào lệ rơi anh ơi. Một cái đoạn nói lối trong cải lương. Dạ. Yeah. Gặp tôi là tôi chọn rồi. Không, em nghĩ là nếu mà giọng này, cách phát âm và nhả chữ thế này là phải là một nghệ sĩ. Dạ. Yeah. Một là diễn sân khấu, hoặc hai phải là ca sĩ, hoặc là thiên về cải lương, hoặc là dân ca. Dạ. Dạ. Vậy thì mình có chọn không ạ? Hay là mình sẽ chọn hai ca sĩ bí ẩn còn lại? Mình có cơ hội tới 3 ca sĩ bí ẩn rồi nha. Chọn đi à. Đúng rồi, anh nghĩ là chọn đi. Tại vì giờ mình đâu còn gì đâu nữa mà mất. Còn có 3.000 điểm còn thôi. Còn có 3.000 thôi. Cược hết số điểm còn lại. Cược hết số điểm chứ. Chơi rồi. Phải chơi lớn nha. Đội đúng bên rồi. Kia cũng nên cược để. Chơi mà có cược là này... hết số điểm còn lại thì kiếp sau mới thắng được. Đội bên kia phải cược cao cao lên để có cơ hội. Tôi đâu có được cược đâu. Không, phải chơi như vậy mới fair play. Dạ, gia đình của khách mời sao ạ? Dạ, đội em quyết định chọn ca sĩ số 7 là ca sĩ ạ. Dạ. Và số điểm mà các bạn cược là bao nhiêu điểm ạ? 3.000. Tất cả những gì tụi em có. Nói hơi bị dấp xíu tại còn ít phải không? Không có, tại ta tính đếm nhưng mà nhớ ra còn có 3.000. Đếm gì nữa. Như vậy là đội khách mời quyết định chọn ca sĩ bí ẩn số 7 và đặt cược là 3.000 điểm. Đội chủ nhà chúng ta chọn ca sĩ bí ẩn nào ạ? Nếu mà đội chủ nhà mà là fair play á, đội chủ nhà sẽ cược tầm 10.000 cho không phải là ca sĩ. Thì rồi 10.000 cũng được luôn. Với nhau. Tôi đồng ý luôn 10.000. 10.000. Wow. Em được cược không? Cược 10.000. Dạ. Là hai bạn đó anh nghĩ là không phải là ca sĩ. Nhưng mà mình cược đi cho Nghị vui. Cho Nghị vui. Dạ. Tại vì em cái này em cược nha. Cược phải ngược lại nha, cược phải ngược lại để có thể thua mà thấp điểm hơn nha. Không ấy em chơi luôn đi, em chơi mình luôn. Không ấy em chơi luôn đi, em chơi mình luôn đi. Thôi giờ nè em fair play luôn. Nãy mình có 13.000 đúng không? Đúng rồi. Em sẽ cược 10.000 luôn. 11. À 11.000 luôn. Cho thí sinh số số 1 đi. Số 1 đi, chơi fair play mới chọn số 1 mới hay. Vậy số 5 đi anh. Số 5 đi. Dạ. Không, fair play phải chọn số 1. À, không, nếu fair play như vậy đó thì em chơi luôn đi. Rồi bây giờ 3.000 cũng hết rồi. Rồi giờ mình cứ chọn bây giờ mình đã cứ hơn 11.000 trước đi. Và mình chọn đi. Bạn số 1 số 5 thì cũng ngày muốn số mấy? Số 1. Muốn số mấy? Em chiều luôn. Đúng rồi. Số 1. Số 1, như vậy là đội chủ nhà đã quyết định đặt cược vào ca sĩ bí ẩn số 1. Với số điểm là 11.000 điểm. Đúng rồi. Cảm ơn ca sĩ bí ẩn số 7 ạ. Mời bạn vào trong ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với phần lộ diện của ca sĩ bí ẩn số 5. Cùng em băng qua bao đại dương,
cùng em đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta, và đời vẫn thế mãi xuân năm dài mình có dù là ngày mưa hay nắng xanh ơi vẫn mong cùng người bước qua. Nắm tay anh chặt hơn đi để chẳng lỡ mất nhau sau mai về đâu. Nép sau lưng anh mọi buồn bề mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xiết môi anh chặt hơn đi để những dấu yêu sẽ không nhạt phai. Có anh bên em bình yên ngoài kia bão cũng hóa sự giang và ấm áp. Đầu tiên chúc mừng em vì em đã ở tới vòng cuối cùng này. Và bây giờ thì em hãy chia sẻ thông tin về mình. Em là tên là Duy Khoa. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại em đang là sinh viên ạ. Và hôm nay tôi đến với chương trình với vai trò là sinh viên. Lúc mà em bước ra sân khấu á, là anh cứ nghĩ là em ca sĩ không á? Rất là bản lĩnh và làm chủ sân khấu nữa. Với lại chị thấy cái cách mới đầu của em là chị biết là cũng là lại bạn... mới đầu nữa là cũng biểu diễn anh cũng nghệ sĩ. Dạ vâng, em đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Vâng ạ, cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn em. Chúng ta sẽ cùng đến với phần lộ diện của ca sĩ bí ẩn số 1.
Cảm ơn vũ đoàn Deep Flow. Và đây là diễn viên Gia Linh. Gia Linh. Dạ, nhưng mà điều là ngày hôm nay thì chắc là em đã chuyển nghề làm ca sĩ rồi đúng không? À dạ, thật ra thì đây là ước mơ của mẹ em ạ. Và chắc đây chính là sân khấu đầu tiên mà em biểu diễn chuyên nghiệp, có vũ đoàn và có mẹ em và anh trai em cũng như là người thân em ở dưới coi luôn. Dạ. Gia Linh thì chị Mèo đã gặp em rất là nhiều lần rồi. Vì cái sự tươi sáng của em mà lúc nào nó cũng rất là nhiều năng lượng, nên khi mà em lên sân khấu thật sự là tất cả mọi người đều cảm thấy rất là thích. Rất anh Cường nói trời hát hay dữ vậy. Nên chị Mèo nghĩ là quan trọng là em thật sự thích cái gì thôi. Chỉ cần em nghiêm túc với nó. Em biết rồi đó, mình chỉ cần nghiêm túc, mình trau dồi và mình giữ cái năng lượng tốt thì em làm cái gì khán giả cũng sẽ đón nhận mà. Còn bây giờ thì em hãy nói với khán giả rằng em đến với chương trình ngày hôm nay với vai trò gì? Dạ, em là Gia Linh, tới đây với vai trò là diễn viên ạ. Cảm ơn em đã đến với ca sĩ Bí Ẩn. Cảm ơn em và đã mang nguyên cả gia đình đến với ca sĩ Bí Ẩn. Và bây giờ thì chào tạm biệt em nha. Em chào anh, chào tất cả anh chị. Và bây giờ là phần lộ diện của ca sĩ Bí Ẩn số 7. Anh nhớ rất nhiều.
nhiều ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ chào chị. Chào chị. Dạ. Chào chị. Chào Cường. Dạ. Chào Chí Thiện. Chào Khả Như. Dạ. Chào anh Xuân Nghị với lại chào Thủy chào Tiên. Anh, chào anh Xuân Nghị hả chị? Dạ. 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 Xuân Nghị là lớn tuổi nhất ở đây đó chị. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Thiệt á, chị Xuân ca chỉ ra anh Thiện anh nói trời, anh tưởng bé 16 tuổi nào á. Dạ. Mà giọng hát vẫn còn trẻ. Không, hồi trẻ nãy luôn. Khi mà đứng ở trên đó đó thì nghĩ là bề mạng Gen Z thiệt luôn á. Khi mà nhạc lên á, cái đoạn nhạc dạo đầu tiên là nếu Sơn cao quá, chắc có khi chị Sơn cao quá. Em nhớ anh rất nhiều. Trời ơi chị ơi, lúc đó tụi mình còn trẻ lắm luôn á. Mình phải nói là lúc đó mình còn nhỏ lắm luôn. Đúng rồi, mình còn nhỏ. Em còn trẻ, đúng rồi. Giờ cũng gần trung niên rồi còn gì nữa. Lúc đó là Nghị trẻ, lúc đó là Xuân Nghị trẻ. Dạ em trẻ. Lúc đó là Xuân Nghị còn trẻ. Không, nhưng mà khi mà chị cất giọng lên là em cứ tưởng là cô bé nào tầm 17, 18 tuổi không á. Dạ. Trời ơi, mừng quá à. Không, cái giọng của chị ấy vẫn vậy à. Vậy hả? Dạ. Hồi nãy á, Khả Như nói là bước ra cái Khả Như quen mà không nhận ra hả? Chị rung liền đúng không? Không, à, em chị có bị quýu không? Cũng quýu chứ, tại vì tự nhiên bước vừa bước ra cái kêu quen. Không, em hù gì đó. Tưởng là đoán được rồi luôn. Em khai thiệt luôn với tất cả các thí sinh số 7, em hù chứ không phải em hay. Đó, thấy chưa? Dạ. Chị, nhưng mà bây giờ là tự nhiên cái là em giống như bị kẹt băng á chị. Là khi nãy là chị ca cái câu giọng cổ mà chị ca có một miếng à, đúng không? Em nghĩ rằng là nếu như chị ca luôn đủ nguyên câu á thì như thế nào ta? Thì hồi nãy cũng tính ca nguyên một câu á, nhưng mà biết chắc chắn là khi mà ca nguyên một câu có thể đoán được, cho nên thành ra không dám ca. Bây giờ chị ca luôn đi. Giờ ca lại ha. Nghe ngào lệ rơi anh ơi, em mong đã từ lâu lắm. Và rồi ngày kia anh đi bên em, anh nhớ em nhiều. Đó, quá là dễ thương luôn. Cường có nhớ là có một khoảng thời gian là chị không có đi hát không? À, đúng rồi, có một khoảng thời gian là mình lo việc kinh doanh, mình không có thời gian để mình đi hát. Dạ. Mình tập trung kinh doanh. Dạ. Và hiện tại là chị cũng đang kinh doanh vừa đi hát. Dạ, vậy thì chị đến đây với vai trò là gì? Sao em thi hay chị vậy? Chị mà nói vai trò kinh doanh là em bỏ về luôn. Tôi là Sơn ca, tôi đến đây với vai trò là ca sĩ. Chỉ câu nhẹ vậy thôi đó. Nhẹ chị thôi. Mà người ta có thêm điểm đó. Đó. Và người ta lội ngược dòng đó chị. Đó. Như vậy là chúc mừng đội khách mời. Yeah. Bây giờ là chúng ta đã có 6.000 điểm. Wow. Hay quá. Còn đội chủ nhà còn 2.000 điểm. Dạ. Do ai vậy Thiện? Dạ Như em không hiểu sao mà Như bình thường là lý trí. Và lần này nghe lời Xuân Nghị nói đặt 11.000 là 11.000. Không, anh Thiện ơi. Lộ liễu quá Như à, lộ liễu quá. Anh biết mà, những cái thứ mà khó giấu trên đời này có hai thứ rất là khó giấu. Đó là ghét một ai đó và mình thương một ai đó. Wow, dạ. Thấy chưa, mọi người thấy Nghị chưa? Là em ghét ra mặt. Em không nghĩ giống như anh Nghị đâu. Em nghĩ bữa nay là chị Như với lại anh Thiện nhường tụi em á. Chúc mừng đội bạn nha. Lần sau tới chơi hay hơn nha. Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình Ca sĩ bí ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 20:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhìn em mai đang chờ ngày mới, chào
hiểu không? Anh ơi anh tới tôi khi chuyện mình mang qua em tám trăm con gà trống. Anh năm nay bắn mất không rượu chè, sáng năm sau mới tính chuyện. Lâu quá à. Xuân hoang cao hoa ta rộn trên mọi nơi, xuân yên vui đã chi hoa thơm bình minh. Xuân thắm tươi với ngàn con trung, xuân ước mơ những ngày hạnh phúc, xuân hái hoa đất trời yên vui. Xuân hoang cao hoa ta rộn trên mọi nơi, xuân yên vui đã chi hoa thơm bình minh. Xuân thắm tươi với ngàn con trung, xuân ước mơ những ngày hạnh phúc, xuân hái hoa đất trời yên vui. Ngày mùa xuân mang luôn bao sắc hoa. Rồi bạn vui, say mê tung bằng tiếng ca. Cầu một năm an khang bao lộc tài tới. Cầu một năm sức khỏe may mắn muôn đời. Kìa mùa xuân à, kìa mùa xuân à, kìa mùa xuân à. Cầu một năm sức khỏe may mắn muôn đời. Lộc tài tấn tới bao niềm vui. Nhà 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 bánh bánh nhau đón ra vì tới. Mùa xuân ta vang tiếng ca. Cầu mùa xuân cho tôi khắp hoa. Có tiếng vui rộn ra, xuân quê tôi gói bánh chưng mặn nồng, xuân quê tôi với bức dưa ngọt ngào. Xuân quê tôi có những ngày cùng đào, xuân quê tôi có trái thơ mừng tuổi, xuân quê tôi có phương bay đầu là, xuân quê tôi đã xuân vui rộn ra. Thật tự nhiên mai đang về nghe mấy mới. Xinh xinh thế hoa màu hồng, ô hay hay đã cứ vui mừng đó. Qua năm sau chắc tới phiên tụi mình, anh ngỡ sang mỗi mai xin hỏi nàng, hiểu không? Anh ơi anh chắc có chi chuyện mình, mang qua em tám trăm con gà trống. Anh năm nay bán mất không rượu chè, sáng năm sau mới tính chuyện. Lâu quá à. Xuân hoang cao hoa ca rộn trên mọi nơi, xuân yên vui đã chi hoa thơm bình minh. Xuân thắm tươi với ngàn con trung. Chọn trùng một ca sĩ bí ẩn. Chắc là do em va phải nụ cười của người ấy. Tại vì em thấy cái phong cách biểu diễn quá là nghiêm túc, sự trình diễn có kinh nghiệm của anh. Nên là em chắc chắn là người em chọn sẽ là ca sĩ. Em may mắn được tham gia một số MV ca nhạc của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ví dụ như là anh Juno Big Boy ạ. Chị sao mới nhận ra người ta? Mặt còn ngơ ngác. Em nghĩ chị cũng là ca sĩ đó. Cái hơi này nó ca sĩ lắm. Cục hơi hả? Dạ. Quá nhiều kỹ năng về chuyên môn rồi. Nói ra như là người ta nghĩ là em âm thủ mà âm nhạc lắm vậy á.